You can relax now. You can breathe again. So next up for you, we have Hayan and number one. Number one is known as the cutest boy in Hanoi and Sup. Look at him. He's so cute. Còn tiếp theo là Hải Yến và Lan Hoàng. Các bạn có thể các bạn thấy là cặp đôi này rất là dễ thương đúng không? Nam Hoàng thì là có cái phong cách cảm nhạc và là có những cái động tác kỹ thuật rất là đẹp và quan tâm đến nữ ạ. That's a high, beautiful high, yeah? I love you. Everybody loves her. So she, but she loves Soup. She fell in love with Soup 2 years ago. Very precious, very active. Does everything that can be done in Soup. Mọi người yêu cô ấy đúng không ạ? Chúng cô yêu Soup ạ. And she especially loves the Vietnamese songs, which is a thing for you. And those two dance are dancing in love with the social dance. So you can imagine what connections they will have with the thing they are created for you. So cô ấy thì rất là thích các cái bản nhạc giúp, đặc biệt là những cái bản nhạc giúp Việt Nam. Let's give them a good energy so that they can